Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá Mít Thái cập nhật lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4 2023. Giá hiện đang đi ngang nha bà con. Tại khu vực Tiền Giang, mít nhất là 32.000, kem lớn là 23.000, kem nhỏ là 14.000, kem ba là 9.000, mít chợ là 5.000. Tại Đồng Tháp, An Giang, Long An, kem lớn 22, kem nhỏ 13.000. Kem 3 là 8.000, chợ là 4.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem lớn 21, kem nhỏ 12, kem 3 là 7, mít chợ là 4.000. Vĩnh Long, Trà Vinh, kem lớn 22, kem nhỏ 13, kem 3 là 8, mít chợ là 4.000. Đồng Nai, Bà Rịa, Bình Thuận, mít nhất là kem lớn là 16, kem nhỏ là 13, kem 3 là 6, mít chợ là 4.000. Tại Tây Ninh, Bình Phước và Tây Nguyên, kem lớn 16, kem nhỏ 13, kem 3 là 6, mít chợ là 4.000. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn, tùy lái tùy đoạn đường vận chuyển xa hay gần, giá mua sẽ có sự chênh lệch nhất định nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận để trao đổi thêm. Xin kính chào.